Chỉ vì tè dầm trên xe, một bé gái 5 tuổi đã bị người cha hèn hạ cướp đi mạng sống của mình. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về vụ hành hung và sát hại cô bé 11 tuổi ở Texas. Sau khi người cha đi làm về thì đã phát hiện ra thi thể của con gái mình đã chết ở dưới gầm giường, đã có một bước ngoặt nghiệt ngã. Tự chui đầu vào rõ vì nộp đơn xin làm cảnh sát trong lúc bị truy nã, một người đàn ông ở tiểu bang Arkansas của Mỹ đã bị bắt. Gửi thư có tẩm độc dược cho cựu Tổng thống Donald Trump, một người phụ nữ song tịch vừa bị kết án 22 năm tù. Một cựu bộ trưởng Nga đã trốn sang Mỹ sau khi nhận được lệnh nhập ngũ ở quê nhà, và hiện người đàn ông này đang làm tài xế xe tải ở Mỹ. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023. Một bé gái 5 tuổi ở Mỹ đã bị người cha của mình cướp đi mạng sống chỉ vì em đã tè dầm trong xe hơi của cha mình và làm ướt xe của ông ta. Theo một tài liệu tòa án kinh hoàng cáo buộc cho biết, cảnh sát cho biết bé gái 5 tuổi có tên là Harmony Montgomery biến mất vào năm 2019, lúc đó cô bé được 5 tuổi và được cho là mất tích kể từ tháng 12 năm 2019. Nhưng các quan chức không biết về sự biến mất của cô bé này cho đến năm 2021 hơn 3 năm sau khi cô bé mất tích. Một bản khai có tuyên thể đã được công bố khiến các nhà điều tra tin rằng nghi can là Adam Montgomery là cha của cô bé, đã đứng sau cái chết của con gái mình. Vào tháng 12 năm 2019, cảnh sát Manchester đã đưa ra một báo cáo về vụ bé gái này được đưa vào danh sách những người mất tích. Và vào tháng 8 năm ngoái, văn phòng biện lý của New Hampshire đã tuyên bố bé Harmony là nạn nhân của một vụ giết người. Vào tháng 10 năm 2022, nghi can Adam Montgomery đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 trong cái chết của con gái mình. Cô bé được cho là đã bị người cha của mình đánh chết. Và bây giờ một bản khai có tuyên thệ rút ra từ cuộc phỏng vấn của người vợ cũ của nghi can là bà Kayla đã nói với chính quyền rằng ông Adam Montgomery phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái Harmony. Bà Kayla thừa nhận đã nói dối trong lời khai của bồi thẩm đoàn. Trong đó, bà nói rằng bà đã nhìn thấy Harmony lần cuối là hai ngày trước lễ tạ ơn năm 2019. Sau đó, bà nói với các cảnh sát rằng là khi xe của bà và ông Adam bị hư vào ngày 7 tháng 12 năm 2019. Lúc đó, bà thấy ông Adam đã nhiều lần nổi giận với con gái Harmony vì cô bé không chịu nói là khi nào cô bé phải đi vệ sinh và liên tục phải tè dầm trong xe hơi của ông ta. Bà Kayla còn khai cho biết thêm rằng sau mỗi lần Harmony tè dầm như vậy, ông Adam đã rất khó chịu và được cho là đã đắm vào mặt và đầu của con bé. Vào sáng ngày 17 tháng 12 năm 2019, cả gia đình bà đang trên đường đến một nhà hàng thức ăn nhanh, thì ông Adam bị cáo buộc quay lại là đã đắm Harmony ba hoặc bốn lần vào đầu. Theo bản khai có tuyên thệ cho biết, bà Kayla sau đó đã nói với cảnh sát rằng là ông Adam lúc đó nói rằng ông ta cảm thấy hoặc nghe thấy điều gì đó khi ông ta đã đánh Harmony và nghĩ rằng ông ta đã thực sự làm con bé tổn thương lần này. Sau đó Harmony đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ trong đau đớn trong khoảng 5 phút rồi dừng lại. Cảnh sát cho biết lúc đó không có ai ngăn cản cũng không có ai đưa cô bé Harmony để đi đến bệnh viện chăm sóc y tế sau vụ hành hung đó. Bà Kayla đã nói với cảnh sát rằng là gia đình của bà đã đến nhà hàng thức ăn nhanh và sau đó quay trở lại bãi đậu xe của khu chung cư Manchester nơi họ đang ở và họ ở lại đó khoảng 20 phút. Sau khoảng 20 phút đó thì gia đình của bà cũng đã rời khỏi bãi đậu xe và chiếc xe đã bị hư ngay sau đó. Và vào thời điểm đó là bà Kayla và ông Adam được cho là đã phát hiện ra rằng cô bé Harmony đã chết. Theo một bản khai, bà Kayla cho biết ông Adam đã đặt thi thể của Harmony trong một chiếc túi vải thô. Một người bạn của gia đình đã để họ ở trong xe của ông ta trong hai ngày. Và bà Kayla cho biết lúc đó ông Adam đã giữ thi thể của Harmony trong chiếc túi để trong cốp xe và đặt chiếc túi ra ngoài tuyết để làm chậm quá trình phân hủy. Thông tin tiếp theo, cuộc điều tra về vụ hành hung và sát hại cô bé 11 tuổi ở Texas đã được người cha đi làm về và phát hiện ra thi thể của con gái mình đã chết ở dưới gầm giường, đã có một bước ngoặt nghiệt ngã. Sở Cảnh sát Pasadena mới đây đã tiết lộ những chi tiết quan trọng làm sâu sắc thêm âm mưu xung quanh vụ việc bi thảm này. Liên quan đến mối liên hệ giữa một đối tượng đáng quan tâm 18 tuổi đang bị tình nghi và cái chết của nạn nhân 11 tuổi. Ông Carmelo Gonzalez, cha của nạn nhân Maria Gonzalez, đã phát hiện ra thi thể không còn sự sống của con gái mình, được giấu ở dưới gầm giường tại khu nhà Main Village Apartment của họ ở Texas. Phát hiện đầy ám ảnh đã thúc đẩy một cuộc điều tra kỹ lưỡng cuối cùng dẫn đến việc cảnh sát xác định được Garcia Rodriguez, một thanh niên 18 tuổi sống trong cùng khu chung cư, là một đối tượng đang bị tình nghi. Cảnh sát trưởng George Kruger của Sở Cảnh sát Pasadena chia sẻ rằng, một bằng chứng quan trọng là một chiếc chìa khóa được tìm thấy gần hiện trường của vụ án. Chìa khóa này không mở được cửa nhà của nạn nhân, nơi cô ấy đã bị bỏ mặt cho đến chết. Tuy nhiên, nó đã mở ra cánh cửa dẫn đến nhà của một đối tượng bị tình nghi. Nơi mà Garcia Rodriguez đang ở cùng với hai người khác. Cuộc điều tra cho thấy Garcia Rodriguez đã sống trong cùng khu chung cư vài tuần trước cái chết bi thảm của nạn nhân. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu nạn nhân và Garcia Rodriguez có bất kỳ mối liên quan nào trước đó hay không, nhưng họ đã cư trú gần nhau. Nhiều chi tiết đau khổ hơn về những khoảnh khắc cuối cùng của nạn nhân đã được đưa ra ánh sáng. Thi thể của cô bé được tìm thấy giấu trong một chiếc giỏ đựng quần áo, bọc trong một túi rác và đặt dưới gầm giường. Bản chất ghê tởm của tội ác đã gây sốc cho cộng đồng và khiến nhiều người tự hỏi làm thế nào một hành động khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra. Người cha đau buồn của nạn nhân đã kể lại lần liên lạc cuối cùng mà ông đã có được với con gái trước khi bi kịch xảy ra. Một tin nhắn từ con gái đã gửi cho cha của mình là có ai đó đã gõ cửa nhà ngay sau khi người cha đi làm và giờ sau khi trở về nhà, thì người cha đau lòng phát hiện ra thi thể của con gái đã không còn sự sống. Kiểm tra y tế xác nhận rằng cô bé đã bị ngạt thở do bị bóp cổ và bị tấn công tình dục. Bất chấp cú sốc và sự phẫn nộ của cộng đồng, cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Khi cuộc điều tra tiếp tục, các nhà chức trách đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin cung cấp dẫn đến bắt giữ nghi phạm. Crime Stoppers có thể trả tới 5.000 đô la cho thông tin dẫn đến bắt giữ nghi phạm, để bắt nghi phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác khủng khiếp này thông tin có thể được báo cáo bằng cách gọi 713-222-8477. Thông tin tiếp theo, cảnh sát tiểu bang Arkansas cho biết một người đàn ông đang có trác bắt giữ tại Georgia lại nộp đơn làm cảnh sát viên. Theo đài Fox News đưa tin vào hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2023. Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát Monticello cho biết, Justin C. Carter, 24 tuổi, đã nộp đơn làm cảnh sát viên thông qua một ứng dụng tuyển mộ trực tuyến khi đang lẩn trốn tại sao Carolina. Các nhà chức trách cho biết kẻ đã chạy trốn 24 tuổi này đã tới Arkansas để xác minh các chi tiết trong bài kiểm tra thể lực. Sau khi ứng viên này đến nơi, các sĩ quan nói rằng có khác biệt về ngoại hình của người đàn ông này từ việc kiểm tra lai lịch. Cảnh sát điều tra sâu hơn về tiểu sử của Carter và phát giác danh tính thực sự của người này cùng trác bắt giữ từ tiểu bang Georgia. Ngày hôm sau, Carter đã đến gặp các viên cảnh sát tại trường trung học Monticello để thực hiện bài kiểm tra thể lực. Các cảnh sát đã cho phép Carter thực hiện bài kiểm tra thể lực và bắt giữ ông ta sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Cảnh sát cho biết Carter đã bị truy nã vì vi phạm lệnh quản chế tại tiểu bang Georgia. Thông tin tiếp theo, một phụ nữ song tịch Canada và Pháp vừa bị kết án gần 22 năm tù tại Hoa Kỳ vào hôm thứ năm, ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tội gửi những lá thư có tẩm chất độc ricin, kể cả lá thư gửi cho cựu tổng thống Donald Trump lúc còn là tổng thống Hoa Kỳ. Bị cáo Ferrier, 56 tuổi, đã đồng ý với bản án vào hồi tháng 1 sau khi nhìn nhận tội sử dụng vũ khí sinh học. Chiếc phong bì có chất độc chết người đã gửi tới cựu tổng thống Donald Trump đã bị chặn lại hồi tháng 9 năm 2020, trước khi đến được tòa bạch ốc cho cựu tổng thống Donald Trump. Bà Ferrier đã nói trước tòa án tại Washington, DC rằng, Bà tiếc là kế hoạch của bà đã bị thất bại và bà đã không có khả năng chặn đứng cựu tổng thống Donald Trump. Thẩm phán khu vực Daphne Friedrich đã kết án bà Ferrier 262 tháng tù, tức là chưa đầy 22 năm. Sau khi mãn hạn tù, đương sự sẽ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Thẩm phán Friedrich đã nói với bị cáo Ferrier rằng hành động của bà có khả năng giết người và tai hại cho bà, tai hại cho xã hội và tai hại cho các nạn nhân của bà. Bị cáo Ferrier cũng nhìn nhận tội gửi các lá thư khác có tẩm chất Rycin cho 8 nhân viên công lực tại Texas. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, thì Rycin là một chất độc có khả năng gây chết người trong vòng từ 36 tới 72 tiếng đồng hồ, tùy theo liều lượng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho biết, Rycin là một chất độc có khả năng gây chết người trong vòng từ 36 tới 72 tiếng đồng hồ, tùy theo liều lượng. Hồi năm 2014 một người đàn ông ở Mississippi đã bị kết án 25 năm tù. Sau khi gửi những lá thư có tẩm chất rising cho Tổng thống Barack Obama và các giới chức khác. Thông tin tiếp theo, một người đàn ông được cho là cựu quan chức của Nga đã trốn sang Mỹ sau khi nhận được lệnh nhập ngũ ở quê nhà. Hiện người đàn ông 48 tuổi này làm tài xế xe tải tại Mỹ. Theo hãng tin RTVI của Nga cho biết, họ đã dùng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để xác định một người đàn ông giấu tên xuất hiện trên kênh YouTube chuyên làm nội dung về cuộc sống ở Mỹ của người nhập cư Nga. Trong video, người đàn ông cho biết mình từng là cựu bộ trưởng tại Nga và hiện làm tài xế xe tải ở Mỹ và đang xin tị nạn chính trị. Người đàn ông này nói cho biết, người lao động ở Mỹ dù là làm việc gì đều sẽ được tôn trọng nếu làm tốt. Một nước Cộng hòa Liên bang Nga có diện tích 415.900 km vuông với thủ phủ Sitipkar cách Moscow hơn 1.900 km về phía đông bắc. Theo tài khoản mạng xã hội được cho là của ông Serenov, người này nguyên quán thành phố Orenburg phía tây nam nước Nga và hiện sống ở Brooklyn tại Mỹ. Ông Serenov đã nói với RTVI rằng: Theo tài khoản mạng xã hội được cho là của ông Serenov, người này nguyên quán thành phố Orenburg phía tây nam nước Nga và hiện sống ở Brooklyn tại Mỹ. Ông Serenov đã nói với RTVI rằng: Ông rời Nga vào mùa thu năm 2022 sau khi nhận được lệnh triệu tập từ văn phòng tuyển quân. Ngay trước khi nhận lệnh triệu tập, ông Serenov bị sa thải do có xung đột với lãnh đạo Cộng hòa Komi. Ông Serenov, người đã trốn khỏi Nga để trốn nghĩa vụ quân sự, cho biết mức lương hiện tại của ông khi làm một tài xế xe tải ở Mỹ vẫn bằng như mức lương khi ông còn làm bộ trưởng nông nghiệp ở Nga. Ông Serenov đã đi qua khắp các đường cao tốc và đi qua được 45 tiểu bang của Mỹ với tư cách là một tài xế xe tải trong 6 tháng qua để kiếm sống, trong khi chờ đơn xin tị nạn chính trị của mình được xử lý. Ông đã nói với The Guardian cho biết. Và sau khi đồng rúp của Nga chạm mức thấp nhất trong 16 tháng vào hôm thứ hai, ông nói rằng thu nhập của ông hiện tương đương với vai trò trước đây là bộ trưởng nông nghiệp của Cộng hòa Komi, phía bắc nước Nga. Đồng tiền của Nga đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng tháo chạy vốn, nguồn thu từ thuế ngày càng giảm và ngân hàng trung ương suy yếu. Đồng thời là một trong những đồng tiền hoạt động kém nhất vào năm 2023. Ông đã trốn khỏi Nga sau khi nhận được lệnh nhập ngũ vào tháng 9 năm ngoái. Trước tiên, ông bay đến Mexico. Từ đó, ông ta đi bộ qua biên giới Hoa Kỳ và xin tị nạn. Ông ta đã nói với The Guardian cho biết. Ông Seranov nói rằng trước đó ông đã trở nên mất hứng thú với nước Nga và nạn tham nhũng trong chính phủ tràn lan ở Nga. Tham nhũng đã xé nát đất nước của tôi, hoặc là bạn tham gia vào nó, hoặc bạn bị ném ra ngoài, ông cho biết. Ông Serenov cho biết ông đã phải trả giá bằng công việc của mình vào tháng 1 năm 2022, sau khi từ chối tham gia vào các giao dịch đất đai quanh co. Khi nói về công việc mới của mình, ông Serenov đã nói với The Guardian rằng nhiều người không hiểu họ đã chế giễu tôi. Họ nói rằng tôi đã xuống dốc từ một bộ trưởng khu vực xuống thành tài xế xe tải. Nhưng ông Serenov khẳng định, quyết định làm tài xế xe tải của mình là để cảm thấy tự do và là một công việc lương thiện ông nói thêm cho biết làm tài xế xe tải dường như là cách đơn giản nhất để kiếm sống và tôi tự hào những gì mình đang làm